Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy May Mắn. Quý vị thân mến, đã bao giờ bạn ước rằng giá như mình trúng số độc đắc, giá như mình có một đống tiền hay chưa? Những khi khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống thì ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng nhanh chóng qua bởi họ cho rằng đó là điều viển vông. Tuy nhiên, theo tử vi học thì vào năm 2020, tuổi Thân là tuổi hợp với bộ tam hợp Thân Tý Thìn với năm Canh Tý. Và rất có thể trong năm nay bạn có thể trúng số độc đắc. Trong năm 2020, tuổi Thân được sự ưu ái đặc biệt của thần tài, đặc biệt là trong 2 tháng cuối năm 2020, vận may sẽ đến liên tục. Đây có lẽ là thời điểm tuyệt vời để người tuổi Thân nắm bắt cơ hội làm giàu, có khả năng đổi đời ngay sau một đêm, tiền bạc dồi dào không kể. Quan trọng hơn là có nhà, có xe, có tiền đồ vững chắc và không phải sống trong cảnh nghèo túng nữa. Liệu rằng chi tiết từng tuổi Thân có nhận được những cát tinh từ thần tài hay không? Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu ngay nhé! Các hung nạp vận tuổi Thân năm 2020 bao gồm những người sinh năm 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 và 2016. Thanh Long, Hạ Hỷ, Bảo An Khang, Bạch Hổ, Phi Liêm, Thường Lai Nhiễu, Tứ Lục, Củng Chiếu, Tài Quan Vượng, Tam Hợp Thái Tuế, Cát Vận Tăng. Tam hợp quý nhân có nhiều giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về mặt sự nghiệp thì có lợi chính là tam hợp với chi năm, hơn nữa Thái Tuế là thương quan của tuổi Thân. Điều này có nghĩa là người tuổi Thân năm nay có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được Thái Tuế tương trợ nên vận hạn năm 2020 của những người tuổi Thân rất cát lành. Chính vì thế, hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế năm 2020 để nghênh đón Thái Tuế, tăng thêm sự hỗ trợ của Thái Tuế, giúp cho mọi việc năm 2020 được hanh thông, may mắn. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có trợ giúp, không chỉ thân tâm vui sướng, năng lực của bản thân được phát huy, dễ càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến vì là năm sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa thì tứ lục văn xương tinh đến là khôn của Thân. Một vài người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, văn nghệ, thiết kế, đang có chủ tính thực hiện các dự án thiết kế, phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất lợi chính là bạch hổ chỉ bối địa sát dễ mang đến cho tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm, Thái Tuế thương quan hợp Thân, người tuổi Thân có vận thế trong năm nay rất vượng về nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức để kinh doanh, mà tình cảm trong cuộc sống thì nhiều hơn sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ tuổi Thân trong năm nay thì có mối quan hệ xã giao cũng rất là tốt. Ngoài ra thì có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phù tinh nên với những bạn đơn thân nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia sẽ xuất hiện, không nên nóng vội. Người tuổi Thân năm nay thì hợp Thái Tuế cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực bản thân thật tốt, tích lũy trí tuệ kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy thập nhị thành bát bảo vào vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc của mình. Cát hung vận hạn, cát tinh hợp Thái Tuế tứ lục. Năm nay người tuổi Thân được Thái Tuế trợ giúp, vận thế tương đối suôn sẻ, lại có tứ lục tới chủ về đỗ đạt công danh, thăng quan tiến chức, bản thân phát tài. Trong tử bái quyết có viết tứ lục là văn xương chi thần, chức ti lộc vị. Người đi học tuổi Thân năm nay vận thế học tập tương đối vượng, năng lực tiếp thu cái mới mạnh, ham học hỏi. Hung tinh bạch hổ chỉ bối phi liêm đại sát địa sát bạch hổ là một hung tinh lớn, có thể nói năm nay bạch hổ không quá bình an, một năm bốn mùa phải không ngừng phòng bị. Lại gặp địa sát đại sát nhập mệnh nên vận thế năm nay ẩn chứa nguy hiểm, dễ phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Bởi thế người tuổi Thân năm nay cần đề phòng miệng lưỡi thị phi, bị người liên lụy, bị thương ngoài ý muốn. Người nhà dễ có bệnh,
việc tiểu nhân gây hại bất ngờ. Chỉ bối đại diện cho miệng lưỡi thị phi thất tín bị bạn bè liên lụy. Phi liêm tượng trưng cho vật sắc nhọn, tai họa bất ngờ, càng có ý nghĩa là người tuổi Thân năm nay phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, hết sức tránh xung đột với người khác. Hãy bố trí phong thủy nhà phù hợp để nghênh đón các thần, hóa giải thị phi, đồng thời để tăng cường thêm sự nghiệp. Hãy đặt trên bàn làm việc hoặc là vị trí văn xương pháp khí trong phong thủy, tháp văn xương hoặc treo pháp bảo phong thủy phi long thất tinh đổ trận theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để tăng cường tài lộc và sự nghiệp cho năm 2020. Cát hung luận giải, tài vận tiểu cát, về mặt tài vận thái tuế tí thủy là thương quan của Thân. Thương quan sinh tài, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn nữa, hợp thái tuế có quý nhân chỉ điểm chỉ dẫn, bất đi đường vòng, biết cách làm giàu, tiền tài thì không ngừng tích lũy. Về mặt thiên tài, do năm nay bị ảnh hưởng tứ lục tinh, đây là một cát tinh từ tốn, biểu thị về sự phương diện sinh tài của người Thân năm nay, nên dùng cách làm từ từ chậm rãi là chính, không nên kiếm tiền một cách nhanh chóng. Thích hợp thông qua con đường hòa vốn chắc chắn để có thể giảm nguy hiểm, lấy ngắn nuôi dài, không nên nóng vội. Để tăng cường thêm tài vận, hãy sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn, vòng tam hợp quý nhân Thân tí thìn theo sự hướng dẫn của tư vấn chuyên gia phong thủy may mắn. Sự nghiệp tiểu cát, ngoài có tam hợp quý nhân lại gặp được tứ lục cùng hợp với thái tuế, đây là hai sao đều có thể thúc đẩy vận thế sự nghiệp. Trong công việc được tứ lục giúp đỡ, sự nghiệp phát triển không ngừng, không gian phát triển sự nghiệp rộng lớn, tiền đồ sáng lạn, quyền lực và thu nhập đều tăng. Thực tế thì công chức thì phát triển rất thuận lợi. Được hợp thái tuế tương trợ, mọi việc của người tuổi Thân đều thuận lợi, từng bước lên cao. Nếu như có thể nắm bắt được cơ hội thể hiện năng lực lãnh đạo, tiền đồ tương lai càng thêm nhiều tươi sáng. Về học tập thì chịu ảnh hưởng của thương quan, dễ dàng tự cao, học tập không chăm chỉ, vận thi cử không thuận. Năm nay là năm sự nghiệp đắc cách, vì vậy nên sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn, thập nhị thần bát bảo để mọi việc được hanh thông hơn. Về sức khỏe kém, sức khỏe người tuổi Thân chịu ảnh hưởng của bạch hổ, phi liêm và đại sát. Sức khỏe năm nay không được tốt, bệnh tật khá nhiều. Hơn nữa, năm nay bị thái tuế tiếp thân, ngũ hành thủy lại quá vượng, dễ bị các bệnh về hô hấp cùng hệ tiết niệu. Bởi vậy, cần chú ý chăm sóc sức khỏe. Về mặt an toàn thì người tuổi Thân khi điều khiển phương tiện giao thông năm nay cần chú ý an toàn giao thông, không thể xem nhẹ luật lệ giao thông mà tùy ý vi phạm. Hơn nữa thì tránh lái xe lúc mệt mỏi, bằng không sẽ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Đào hoa trung bình. Về mặt tình cảm thì thái tuế thương quan hợp Thân. Đối với nam độc thân mà nói, vận thế hôn nhân tương đối vượng, thoát khỏi độc thân không phải là chuyện khó. Nếu có thể chủ động xuất kích, đời sống tình cảm của bạn năm nay sẽ bất ngờ và lãng mạn. Người tuổi Thân đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với bạn, kết giao khác giới, đừng cho người khác không gian tưởng tượng hoặc là hấp dẫn họ, để tránh ảnh hưởng tới danh dự bản thân cùng sự ổn định của gia đình. Nhưng do thương quan bất lợi cho phù tinh, nữ mệnh kết hôn, tuổi Thân vẫn cần phải thời gian kiên nhẫn đợi duyên tốt xuất hiện. Để tăng cường thêm nhân duyên và gắn kết tình cảm vợ chồng, bạn nên treo pháp khí phong thủy, đồng hồ trinh công theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để tăng cường tài lộc và hòa hợp vợ chồng, cũng như là tăng cường đào hoa vận cho những người độc thân. Vận thế luận giải chi tiết. Quan vận, người tuổi Thân năm nay cùng với thái tuế là tam hợp quý nhân lại gặp tứ lục cùng với tam hợp thái tuế là cát tinh tương trợ cho sự nghiệp. Về sự nghiệp thì có thể nói mọi việc đều thuận lợi, sự nghiệp rộng mở, gặp phải khó khăn trở ngại sẽ có quý nhân giúp đỡ kịp thời, gặp hung hóa cát. Nhưng các hung tinh phi liêm, bạch hổ, chỉ bối cũng sẽ tạo thành những lực cản cùng với phiền toái không ít, làm cho sự nghiệp phát triển chậm chạp, khiến bạn cảm thấy vất vả mệt mỏi. Tăng cường quan vận bằng cách sử dụng thập nhị thần bát bảo và vòng tam hợp Thân tí thìn để chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi cho tuổi Thân. Khi thị phi không còn thì mọi việc hanh thông, từ đó lộc tài thăng tiến. Với những người làm công chức muốn thăng quan thì hãy treo pháp khí phong thủy phi long thất tinh đồ trận trong phòng làm việc hoặc là phòng khách theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn. Về tài vận, người tuổi Thân năm nay tam hợp với thái tuế lại có cát tinh, nên là sự nghiệp có thể thông qua việc mở rộng tích cực cùng với không ngừng sáng tạo cái mới sẽ tăng thêm thu nhập. Sao phi liêm đến tức là có rủi ro, làm giảm lợi ích. Người tuổi Thân cần đề phòng bệnh tật, làm hai tài hoặc là tiểu nhân làm hại.
Về hôn sự là năm hợp thái tuế đào hoa của người thân tăng lên. Người độc thân, tuổi thân có thể thông qua xã giao, du lịch, công tác để gặp mối nhân duyên bất ngờ, cũng có thể nhờ bạn bè làm mối tạo thành cơ hội mới. Người đang yêu thì năm nay tình cảm có thêm một bước mới, ngọt ngào mỹ mãn, nhưng đầy nước ắt tràn ly. Người tuổi thân năm nay hưởng thụ vận đào hoa rất là vượng, cần phải chú ý đào hoa ảo. Nhân đinh, người tuổi thân năm nay vì thái tuế canh tí là tam hợp quý nhân, có thể được thái tuế trợ giúp, vận thế khả quan nhưng lại không có các tinh tử tức chiếu nên vẫn còn cái bình thường. Người tuổi thân nếu có kế hoạch sinh con, về mặt sức khỏe năm nay cần phải chăm sóc cơ thể thật tốt để chuẩn bị tốt cho việc mang bầu. Mặt khác, nên dùng vật phẩm cát tường mà chuyên gia phong thủy tư vấn cho bạn được đặt ở phương vị cầu tự tốt nhất, phối hợp thông qua sự bảo hộ khai quang của vật cát tường để vượng vận tử tức, loại bỏ ảnh hưởng bất lợi của hung tinh trong thời gian mang thai, giúp cho mẹ tròn con vuông. Đồng thời thì sử dụng vật phẩm may mắn vòng tam hợp thân tí thìn để được thần tương trợ, giúp bình ổn và suôn sẻ. Về sức khỏe, người tuổi thân năm nay bị thái tuế, tiếp thân, ngũ hành thủy lại quá vượng, sự ảnh hưởng của bạch hổ, phi liêm cùng đại sát cũng không thể coi thường. Về mặt sức khỏe thì dễ xảy ra vấn đề thực tế, cần chú ý đề phòng các bệnh về hô hấp cùng hệ tiết niệu. Một mặt cần chú ý nhiều tới sức khỏe bản thân, đề phòng các dịch bệnh cùng với virus. Đồng thời, về mặt xuất hành cần thận trọng trong những tai nạn ngoài ý muốn không do con người tạo thành. Hết sức tránh đi du lịch xa hoặc là hoạt động thám hiểm bên ngoài. Nếu phải đi làm việc xa, tốt nhất nên thông qua vật phẩm cát tường được chuyên gia phong thủy may mắn tư vấn, đặt ở thời điểm xuất hành có lợi. Vận hạn từng tuổi. Giáp Thìn sinh năm 2004, 17 tuổi, khỉ leo cây. Người tuổi thân sinh năm 2004, nạp âm ngũ hành là tuyền trung thủy. Phần lớn là người vật chất không thiếu, tính tình dịu dàng, gia đình khá giả, cha mẹ thì hòa thuận. Năm canh tí nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là quan tinh. Người đi học dễ bị giáo viên, phụ huynh nghiêm khắc dạy dỗ. Đây là thời kỳ dậy thì vốn là độ tuổi dễ dàng xuất hiện những tâm lý trái nghịch. Vì vậy, tuổi này phải học được cách điều tiết áp lực, cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi mới có thể phát huy thành tích tốt trong học tập. Do phải tập trung vào việc học tập nên nhiều khi gây ra sự căng thẳng cho bản thân. Sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp thân tí thìn để hòa hợp quý nhân, tăng sự tập trung giúp ích trong phần học tập sau này. Ngoài ra thì nên sử dụng pháp khí phong thủy tháp văn xương theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn. Năm mệnh 17 tuổi, năm nay gặp sao thái âm chiếu mệnh, mọi thứ nói chung đều được vừa ý, đồng thời cũng thích hợp để xin chỉ dạy của bậc thầy. Nữ mệnh 17 tuổi, năm nay gặp sao thái bạch chiếu mệnh, cần chú ý vệ sinh ăn uống, đề phòng các bệnh về hệ tiêu hóa. Nhâm thân sinh năm 1992, 29 tuổi, khỉ đẹp mã. Người tuổi thân sinh năm 1992, nạp âm ngũ hành kiếm phong kim, phần lớn là người nhanh nhẹn, thông minh, ôn hòa, công danh đều có, nam nữ đều là người mệnh phú quý. Năm canh tí nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là ấn tinh, năm nay có cơ hội để cuộc đời mình bước lên thêm một tầm cao mới, bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Tuổi thân sinh năm 1992 thích học tập thêm, tăng giá trị bản thân, tham gia khóa đào tạo chuyên môn vì phát triển sự nghiệp tương lai, tích lũy thực lực. Ngoài ra thì năm nay nếu gặp các giao dịch hàng loạt liên quan đến bất động sản, xe cộ cần phải chú ý tới các vấn đề chi tiết của các điều khoản giấy tờ. Sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để hòa hợp quý nhân, tăng cường tài lộc cho tuổi nhâm thân theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Nam mệnh 29 tuổi, năm nay gặp sao thổ tú chiếu mệnh, cần đặc biệt chú ý tới miệng lưỡi thị phi, mọi việc đừng khăng khăng ý kiến bản thân, thách thức quyền uy. Nữ mệnh 29 tuổi, năm nay gặp sao vân hán chiếu mệnh, cần đặc biệt chú ý tới các vấn đề sảy thai, khó sinh, đồng thời cẩn thận các bệnh liên quan tới da. Canh thân sinh năm 1980, 41 tuổi, khỉ ăn quả. Người tuổi thân sinh năm 1980, nạp âm ngũ hành thạch lự mộc, phần lớn là người cả đời vất vả, nữ mệnh tài đức hiền thục, có cái không chỉ có một. Năm canh tí nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là tài tinh, năm nay có thể vất vả nhưng được tài. Cần lưu ý bảo vệ sức khỏe, tránh vất vả quá độ. Ngoài ra thì năm nay dễ xuất hiện đào hoa ảo ảnh hưởng tới hôn nhân gia đình hoặc là danh dự của bản thân. Cần giữ được đầu óc tỉnh táo, tránh bị mê hoặc.
Để tăng cường sự tập trung và giữ cho đầu óc được thanh thản, tuổi Canh Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy được thiết kế theo bát bảo của nhà Phật và chú Bát Nhã Tâm Kinh, một trong những pháp bảo quý giá nhất của nhà Phật, giúp tịnh thân bình an và chiêu tài lộc may mắn cho gia chủ. Năm mệnh 41 tuổi, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, vận thế sức khỏe tương đối tốt, thích hợp đi du lịch, đi công tác xa để cầu tài. Trong nhà sẽ có khá nhiều chuyện vui. Nữ mệnh 41 tuổi, năm nay gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, hành niên trực thổ tinh, quan sự lại tương xâm, năm nay cẩn thận đụng phải luật pháp, đề phòng tiểu nhân quấy phá, hạn chế đi xa. Mậu Thân sinh năm 1968, 53 tuổi, khỉ độc lập. Người tuổi Thân sinh năm 1968 nạp âm ngũ hành đại dịch thổ, phần lớn là người cả đời vất vả, nữ mệnh thì nuôi chí độc lập, duyên phận gia đình mỏng, về già khá giả hơn. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thường thổ, là tỷ kiếp, năm nay cần lưu ý chuyện bị người khác lừa tiền xảy ra, không được đầu tư tài chính hay là bảo lãnh về tài chính cho ai, đồng thời sẽ có tương đối nhiều cơ hội cùng với bạn bè thân thiết gặp nhau, cùng ôn lại kỷ niệm cũ. Vất vả cả đời nhưng nay lại gặp được cơ hội thái tuế là một trong những điều cực kỳ may mắn cho những người tuổi Mậu Thân. Vậy nên nhân cơ hội này, hãy sử dụng thêm vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn và kim bài thái tuế năm 2020 để nghênh đón các thần thâu thu thải lộc may mắn của năm. Nam mệnh 53 tuổi, năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, mọi việc như ý, vận thế ổn định. Nữ mệnh 53 tuổi thì năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đối với nữ mệnh mà nói tương đối kiêng kỵ, đi lại đặc biệt chú ý an toàn, đề phòng trộm cắp. Bính Thân sinh năm 1956, 65 tuổi, khỉ trên núi. Người tuổi Thân sinh năm 1956 nạp âm ngũ hành Sơn Hạ Hỏa, phần lớn là người vật chất đủ dùng, hồi trẻ vất vả, về già hưng vượng. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành bích thực thổ là thực dương, do sinh năm địa chi cùng lưu niên địa chi xung khắc, bởi vậy cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe, mọi việc nên dùng tâm bình tĩnh, đừng để cáu giận đau lòng, đồng thời thì cũng nên chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm. Nam mệnh 65 tuổi, năm nay gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, cần cẩn thận gia đình không yên ổn, tránh mù quáng giúp người để dính vào kiện tụng, tự chuốc lấy phiền phức. Nữ mệnh 65 tuổi, năm nay gặp sao Vân Hán chiếu mệnh, cần chú ý tới các bệnh về viêm nhiễm, đặc biệt là chú ý tới giữ gìn sức khỏe về phụ khoa và da. Luận giải theo can ngày sinh. Thiên can ngày sinh là Giáp Mộc, lưu niên gặp thiên ấn, lý. Lưu niên gặp thiên ấn là lý tưởng, biến động của năm. Năm nay tuổi Thân có can ngày sinh là Giáp, có cơ hội tốt để thực hiện khát vọng hoài bão, lãnh đạo nhìn thấy được thực lực và thái độ của bạn, sẽ giành được không ít tài nguyên và cơ hội. Đừng để ý tới kết quả mà trước tiên hãy nỗ lực làm việc sẽ có được thu hoạch cùng với thành tựu càng lớn. Một số người bắt đầu từ việc kiêm chức hoặc là nhảy việc cũng có khả năng phát triển không tồi. Về vận trình tình cảm có thể cùng nửa kia, cùng nhau tiến lùi, ủng hộ lẫn nhau. Thiên can ngày sinh là Ất Mộc, lưu niên là chính ấn, là mối quan hệ sự nghiệp. Năm nay tuổi Thân thiên can ngày sinh Ất Mộc, về mặt quan hệ xã giao sẽ có cục diện tốt đẹp, dễ có được sự giúp đỡ của người lớn tuổi và cấp trên, khiến cho mặt sự nghiệp và được danh dự tổng thể mà nói thì nắm chắc thời vận, nỗ lực làm việc, bổ túc học tập lúc rảnh rỗi để sau này có thêm bước tiến mới, có được thành công, đồng thời đừng quên cảm ơn sự ủng hộ của bạn bè. Thiên can ngày sinh là Bính Hỏa, lưu niên gặp thiên quan chủ về thăng chức, nghề tay trái, quyền lực. Năm nay tuổi Thân có can ngày sinh Bính Hỏa, sự nghiệp có hy vọng thăng tiến hoặc bản thân sẽ bắt đầu việc kiêm chức, có thể nắm chắc cơ hội, dễ dàng tìm được mục tiêu của bản thân cùng với phương hướng tương lai. Một số người thì bắt đầu lập nghiệp, một vài mối quan hệ tương đối thuận lợi được thiết lập, trở thành người nổi bật trong bạn bè, được nhiều người ủng hộ. Cư xử với gia đình thì cần kiên nhẫn nhiều hơn, đừng cưỡng chế, dẫn tới con cái phản nghịch. Thiên can ngày sinh là Đinh Hỏa, lưu niên gặp chính quan là sự nghiệp cấp trên mối quan hệ. Năm nay tuổi Thân có can ngày sinh Đinh Hỏa, được cơ hội thăng chức trong sự nghiệp nhiều, là người nắm chắc cơ hội sẽ đạt được cái nhìn tốt của cấp trên, bất chợt có quý nhân chỉ điểm. Khuyến nghị nên tham gia nhiều hoạt động xã giao, suy nghĩ được mở rộng nhiều, lắng nghe đề nghị về mặt tài vận, cần duy trì quan điểm tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Về mặt tình cảm thì quan hệ gia đình hòa hợp ổn định, người độc thân có cơ hội được tình yêu mỹ mãn.
thiên can ngày sinh là Mậu Thổ. Lưu niên gặp thiên tài sẽ xuất hiện một vài việc gặp người yêu và đầu tư. Về mặt sự nghiệp, tuổi Thân có can ngày sinh là Mậu. Tại đầu tư có thể phát triển kế hoạch lớn, mang lại thông minh và trí tuệ thể hiện ra. Cái nhìn đầu tư trong tương lai độc đáo, kiểm tra kỹ rồi hãy bắt tay vào làm. Nhớ lấy, đừng đem trứng đặt chung cho một cái giỏ. Người độc thân thì năm nay sẽ có đào hoa, có khả năng lớn thoát khỏi tình trạng độc thân. Thiên can ngày sinh là Kỷ Thổ, lưu niên gặp chính tài là sự nghiệp, tài vận, tình cảm. Năm nay về mặt tài vận, người tuổi Thân có can ngày sinh là Kỷ Thổ, dựa vào năng lực của bản thân cùng với đầu óc rõ ràng, có thể nhận được ủy thác trọng trách, tiền lương, thu nhập cũng vì thế mà được tăng lên. Người gây dựng sự nghiệp thì cũng có được vận tốt, tiền tài đều đều. Vận thiên tài thì có thể, nhưng chủ về thu nhập vẫn là dựa vào lao động cần cù mà có được. Về mặt tình cảm, người độc thân có đối tượng trong lòng đến bên cạnh, người đang yêu thì bước vào giai đoạn bàn chuyện hôn nhân. Thiên can ngày sinh là Canh Kim. Lưu niên gặp thương quan phần lớn sẽ là cách nghĩ, chủ kiến, đầu tư. Năm nay, tuổi Thân có thiên can ngày sinh là Canh Kim, xuất hiện trạng thái sáng tạo không ngừng, thi thoảng thì sẽ có cách nghĩ cũng như là điểm then chốt xuất hiện. Dù mức độ khả thi có cao hay là không thì cũng vẫn cần tiếp thu ý kiến của người bên cạnh. Người gây dựng sự nghiệp có thể thử sức mình trong dự án đầu tư mới, có vận thế làm to được lớn. Về vận thế, thiên tài có thể kiếm được nhưng không bị người khác biết, nhưng chi tiêu thì cũng tăng nhiều. Thiên can ngày sinh là Tân Kim, lưu niên gặp thực thần, chủ về hưởng thụ, tài hoa, lãng mạn. Năm nay cuộc sống của người tuổi Thân có can ngày sinh là Tân, có thể nói là tương đối dễ chịu. Về mặt sự nghiệp thì hiểu được cách phát triển tốt, tìm được điểm đột phá, đem lại tài năng của bản thân cùng với bản lĩnh, thể hiện ra trước mặt mọi người, thành tích tốt, có thu nhập càng nhiều, có thể tạo điều kiện thỏa mãn nhu cầu mua sắm của bản thân. Về mặt tình cảm, thích hợp mở ra một tình yêu ấm áp, lãng mạn, cùng với bạn bè gặp gỡ tâm sự cũng khiến cho bạn cảm thấy rất nhiều năng lượng. Thiên can ngày sinh là Nhâm Thủy, lưu niên gặp kiếp tài đại diện cho bạn bè đầu tư. Năm nay là thời điểm then chốt để tuổi Thân có can ngày sinh Nhâm Thủy, có quý nhân trợ giúp. Về mặt sự nghiệp, nhờ đồng nghiệp bạn bè giúp đỡ một tay mà được thăng chức tăng lương. Người mới xây dựng sự nghiệp thì dần dần có thu hoạch, cố gắng đem lời nói, cơ hội hợp tác, đặt hàng tăng lên. Về mặt vận thiên tài, đối với tin tức của bạn bè xung quanh thì cần lưu ý nhiều hơn, cân nhắc chu toàn rồi mới đầu tư, có cơ hội tốt đừng quên cảm ơn bạn bè. Thiên can ngày sinh là Quý Thủy, lưu niên gặp tỷ kiên là quý nhân, đồng nghiệp, hợp tác. Năm nay tuổi Thân có can ngày sinh Quý Thủy, sự nghiệp có nhiều cơ hội thăng chức. Sự hợp tác cùng với đồng nghiệp càng thêm ăn ý, đồng đội cũng giúp đỡ bạn một tay, cố gắng nắm lấy cơ hội này mà ảnh hưởng ở công ty cùng từng bước tăng lên. Người mới gây dựng sự nghiệp thì có thể khiêm tốn tiếp nhận các đề nghị cùng nhóm hợp tác đồng tâm hiệp lực. Về mặt tình cảm, nên cho đối phương không gian độc lập riêng, thể hiện sức hấp dẫn của bản thân, quan hệ cùng nửa kia theo hình thức bản thân thì tốt. Quan hệ cùng với nửa kia theo hình thức bạn thân thì tốt. Trên đây là những kiến thức về tử vi phong thủy và cách hóa giải những hung tinh xấu trong năm 2020. Quý vị và các bạn hãy lưu ý, bạn đã biết được vận trình số mệnh của mình rồi thì hãy tìm cách cải mệnh để năm Canh Tý phúc lộc song toàn. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để nhận được những kiến thức mới nhất, chính xác nhất từ phong thủy chính tông. Quý vị cũng đừng quên chia sẻ video này đến bạn bè, người thân để họ cũng có thể hiểu hơn về tử vi phong thủy áp dụng vào đời sống hàng ngày của chính mình quý vị nhé. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Chúc các gia chủ tuổi Thân năm Canh Tý ngũ phúc lâm môn, kim ngọc mãn đường, vạn thọ vô cương, hợp gia hoàn lạc.